Gia đình chị Rơ Ông Ca Tư tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt có tổng cộng 6 người con. Nỗi vất vả nhọc nhằn của những năm tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi đàn con nheo nhóc như còn hằn rõ trên đôi vai gầy gò, làn da rám nắng và đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ này. Ngày ấy, những thông tin tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chưa thể đến với từng nhà, từng người như bây giờ. Và đối với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa như chị Ca Tư thì lại càng khó khăn bội phần. Thế nhưng giờ đây, chính bản thân chị Ca Tư lại là một tuyên truyền viên về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cho những người con của chị và cả những hộ khác trong thôn. Nếu mà sinh được thì sinh từ ba trở đổ xuống thôi, chứ từ ba trở lên là không được. Tại vì nuôi bữa nay hơi khó khăn lắm, nhưng mà chả được có gì nuôi đâu mà sinh được nhiều. Để có nhiều hơn nữa những hộ gia đình ý thức được mục đích ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch hóa như gia đình chị Ca Tư, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã luôn chú trọng hoạt động truyền thông dân số, giáo dục người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hơn 2.700 cán bộ cộng tác viên về dân số, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đã tuyên truyền rộng rãi những kiến thức cơ bản về dân số, kế hoạch hóa gia đình, như chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, các biện pháp tránh thai, lợi ích của việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, cán bộ chuyên trách còn kết hợp với cộng tác viên dân số đến tận hộ dân để tuyên truyền vận động về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giúp người dân hiểu hơn về lợi ích thiết thực của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình với hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cũng không ngừng được nâng cao. Thì hàng năm thì Chi cục dân số các đình triển khai cái chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép với dịch vụ các đình tới vùng sâu vùng xa, tức là đưa các đội dịch vụ xuống tận gần dân những cái vùng khó khăn để người ta được, người dân được thụ hưởng, được tiếp cận các thông tin rồi tiếp nhận các dịch vụ có chất lượng ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng. Thứ hai nữa là nhất là trong quá trình mà tuyên truyền vận động, nhất là vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc, thì đội ngũ cán bộ chuyên trách cộng tác viên, nhất là cộng tác viên, thì là sử dụng những người tại địa phương, ít nhất phải hiểu được các tập quán rồi các phong tục của địa bàn, và cũng phải đi sâu đi sát, như là cái phương châm là gì, phải đi vào từng ngõ hoặc đi vào từng thôn, từng bản, từng gia đình, từng hộ gia đình để già đối tượng, để nắm bắt được cái nhu cầu của đối tượng, để tuyên truyền vận động mang cái tính lâu dài, rồi chủ yếu là để làm sao để sẽ đợi chờ cái sự thay đổi nhận thức của người dân để chúng ta giảm được cái mức sinh con thứ ba. Tính sơ lược trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng có 114.075 trẻ được sinh ra. Tổng tỷ suất sinh giảm đều qua các năm từ 2,33 con trên một phụ nữ năm 2011 đến năm 2015 chỉ còn 2,12 con trên một phụ nữ. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Lâm Đồng tính đến năm 2015 còn 1,23%. Đây là những kết quả đáng ghi nhận từ những cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, cũng như ý thức tự giác từ chính người dân, đưa Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp so với các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Riêng mức tỷ lệ sinh chung của tỉnh Lâm Đồng thì so với khu Tây Nguyên thì hàng năm thì chỉ tiêu mức giảm sinh của tỉnh Lâm Đồng cũng vượt các chỉ tiêu của Trung ương giao. Bao giờ cái mức chỉ tiêu giảm sinh của tỉnh cũng giao cao hơn của Trung ương, và hàng năm thì cái mức giảm sinh của tỉnh đều đạt. Do vậy mà cái mức giảm sinh của tỉnh thì chúng ta, của tỉnh Lâm Đồng thì chúng ta cũng giảm nhanh và cũng hơn so với một số tỉnh trong Tây Nguyên. Dân số là chìa khóa quan trọng để chúng ta vượt qua những rào cản xã hội trên chặng đường phát triển bền vững của đất nước. Nhằm tiến tới ổn định ở mức hợp lý về quy mô dân số, đòi hỏi phải được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội. Cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục,
vận động và cung cấp các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Để từ đó, bài toán về dân số không còn là nút thắt trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội của mỗi vùng miền, địa phương. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, tại đường Tây Trà, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. Sau khi được công an giải cứu, cháu bé đã được trở về với gia đình. Gần đây nhất, chiều 4 tháng 4 vừa qua, một cháu bé học sinh lớp 5 tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, kẻ bắt cóc đã ra tay sát hại cháu để che giấu tội lỗi.